cô. Ngân Tâm, ta đã nói là cô ở nhà, sao cứ gọi hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu, mình tạm dừng chân nghỉ trong chốc lát nha cậu. Ừ. Dạ. Cậu ơi. Là cậu ơi. Cậu ơi. Gì đó tứ cử? Con nói này cậu đừng buồn nữa cậu. Mai mốt cậu có đi thi, cậu làm ơn cậu đem chừng 2 bộ đồ thôi nha. Cậu rinh hết nguyên cái nhà luôn, trời đất ơi nặng muốn chết luôn à. Có bao nhiêu đâu. Cậu ơi. Hả? Con đi tới đây rồi, con hết biết đường đi rồi. Dòm ngã ba ngã tư không à, đường nào đi đến Ni Sơn. Nếu không biết đường thì ta hỏi thăm đường trong miệng mình chứ đâu tứ cử. Đường trong miệng là sao hả cậu? Đường trong miệng là mình hỏi thăm người ta, người ta chỉ. Ơ kìa, có 2 người khách lạ, em đến hỏi thăm coi người ta có biết đường không, nhờ người ta chỉ giùm cho. Ơ kìa, có một người đang ngồi về cậu. À, con lại con hỏi hả cậu? À, để hỏi thăm người ta. Cậu đi. Đợi con chút xíu à cậu. Nhớ nha, họ đến trường Ni Sơn nha. Anh cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Anh ơi anh cho em hỏi đường nào đi đến Ni Sơn. Cậu ơi cậu. Hả? Con qua con hỏi rồi. Mà anh này anh bị điếc. Bị điếc à? Hỏi không trả lời, không nghe điếc. Người mặt mày sáng láng vậy có lý nào điếc? Chắc lẽ em hỏi nhỏ không nghe, em qua em hỏi to lên, người ta sẽ trả lời cho. Hỏi to cỡ nào cậu? Thì em hỏi lớn cỡ nào cho người ta nghe rõ thôi. Hỏi. Anh ơi anh, đường nào đi đến Ni Sơn? Đúng rồi đó. Cậu đợi con chút xíu. Hỏi lớn lên nha. Anh ơi anh, Hương Hào Hiến Sơn. Cậu ơi. Hôm nay đi không có con ngài, xui rồi. Sao vậy? Em qua em hỏi anh đó vừa câm vừa điếc luôn. Dòm em vậy. Mặt mày, không trả lời. Mặt mày người ta sáng láng vậy không lý nào vừa câm đẻ điếc. Hồi đó má đẻ ra điếc từ nhỏ. Chắc có lẽ lời hỏi em không được lễ phép. Em qua em lễ phép em hỏi người ta sẽ trả lời giùm cho. Lễ phép là phải khoanh tay hả? Cậu dạy con là phải lễ phép. Đúng rồi. Mình phải qua lễ phép đàng hoàng. Lễ phép đàng hoàng nha em. Mình phải nói chuyện đàng hoàng. Ừ. Chứ mình không nói chuyện đàng hoàng người ta nói mình không có phép. Đúng rồi. Vậy con mặt con. Ừ. Lớn lên. Đợi con chút xíu. Ừ. Hình à, kêu cậu à? Không phải, kêu em đó. Hả? Đen hay đỏ? Xin phép cậu cho em qua nói chuyện. Anh kêu em. Muốn hỏi gì? Anh cho em biết đường nào đi đến Ni Sơn. Ni Sơn. Biết rồi. Chờ chút. Dạ thưa cô. Cô gì? Cô hồn giận anh. Tự nhiên chỉ đường rồi chửi con cô hồn. Cô hồn. Ngân Tâm. Dạ. Ta đã nói với em là cô ở nhà rồi, sao có em cứ nhắc hoài vậy? Dạ em quên. Dạ thưa cậu, có 2 người khách đến trường Ni Sơn giống như ta vậy đó cậu. Vậy à,
để đó cho cậu. Dạ, xin kính chào công tử. Xin chào công tử. Kính chào chúc công tử. Còn quý danh của công tử là chi? Xin cho tôi được biết. Cha tôi mất đi tôi còn âu thơ, mẹ già dưỡng nuôi ngày qua ngày qua. Nhà vừa đủ ăn, không giàu cho lắm. Ngân Tâm. Dạ. Ra mắt công tử đi em. Dạ. Dạ, em là tiểu đồng Ngân Tâm. Dạ, xin ra mắt Lương công tử. Đáp lễ Ngân Tâm, tứ cửu. Dạ. Em hãy ra mắt chút công tử đi em. Dạ. Dạ, em xin chào chút công tử. Dạ, chào tiểu đồng Ngân Tâm. Ủa, sao anh biết tên tôi? Ờ, gì đâu khó. Thì hồi nãy chú công tử nói Ngân Tâm ra chào Lương công tử đi đó. Ờ, chào tiểu đồng tứ cử. Ha! Mạnh giỏi nha. Ha! Gì? Cái gì? Ê, biết rồi. Gì vậy? Sao biết tên tôi? Làm hết rồi mà. Làm gì hết rồi? Ôi trời, cái anh này quê quá đi. Thì hồi nãy Lương công tử mới gọi tứ cử đó. Cậu có gọi tứ cử hả? Dạ, thưa chúc công tử, đường du học mọi người đáng lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn cùng ai trên đường học vấn có được không ạ? Kết bạn. Muốn kết bạn với tôi à? Dạ, không được đâu. Tại sao vậy? Dạ, vì tánh công tử của tôi thì khác, nào giống những chàng trai. Cậu. Là người có 102, không chịu kết bạn, chắc là lại cái tứ cửu không được vô lễ. Em hãy nhìn kìa, nhìn đâu, diện mạo thể hiện qua tất cả lòng tôi muốn kết bạn thân, nghe trong tôi xào xuyến lần lần bụi hồi
ban đầu à. Nếu như ai kia không phân biệt thì ta kết thành đôi bàn để cùng mà nấu sự sôi kinh đời đơn côi ta có tâm đồng à. Tâm của tôi hay hờn vì những điều nay quay, chỉ sợ cho bạn bè không chịu được tâm ý. Tôi xem lương công khôi ngô lại hiền đức, vậy thì cùng kết thân gia vui buồn cùng sớm hỏi ngân tâm nhà ngân tâm ơi ngân tâm hỏi ngân tâm ơi ngân tâm hỏi ngân tâm mẹ hả chung à. Trong đã có đời thì ở dưới đây ta cũng kết bè thề một lòng là một dạ sống không làm gì bay ta thầy à, dù bao tố phong ba bà thì chúng ta cũng không xa lời nè hả? Nhưng chút hợp hòa tư ngân kết nghĩa học dẫu lắm mà nha. Núi nam cho chúng ta gặp gỡ cùng sanh bước thân thang mà qua cũng càng xa. Núi non, núi non hay quá. Cậu ơi, cậu ơi. Gì đấy Tứ Cử? Cậu ơi, con có ý kiến. Ý kiến gì? Dạ thưa cậu, hôm nay mình đi giữa rừng núi ngàn trùng điệp điệp. Ô đẹp như một bài thơ. Ô con thấy phong cảnh ở đây thật là hữu tình à, hay là con có ý kiến gì cậu? Ý kiến gì Tứ Cử? Mình nên kết bạn đi cậu. Kết bạn? Ừ, mình kết bạn rồi mình thề thốt đi cậu. Thề thốt à? Thề thốt nó mới tình. Ở đây giữa núi rừng làm gì có nhang đèn cho chúng ta thề thốt? Ờ, không có nhang đèn sao thề thốt ra? Dạ thưa cô. Hả, cái gì cô gì? Cô mới nói cô gì? Cô hồn âm binh. Cô hồn quá nha. Ừ, nãy nói người ta là cô hồn, giờ nói ta âm binh nữa. Nói tôi âm binh. Nói. Cậu nói con âm binh rồi cậu. Thôi để con nhân tâm có ý kiến gì? Dạ thưa hai cậu. Dạ em muốn nói là nếu mà nơi đây không có nhang đèn thì ta mượn cành liễu ngâm câu hòa hợp. Hay quá vậy ta. Ý kiến hay. Công nhận nhân tâm có ý kiến quá hay. Đúng rồi cậu ơi, cậu mình không có nhang đèn thì mình lấy liễu, bên kia là lấy liễu, còn bên đây mình lấy bông mai đúng không cậu? Được đó. Con thích bông mai, con lấy bông huệ. Thôi kiếm bông mai đi. Bông dạng thọ được không? Thôi kệ, vô đi. Có gì hay nấy nha các cậu. Ngân tâm ơi. Mượn cái gì? Mình sẽ mượn cành liễu và cành mai để mà... Cành mai làm gì? Thề con lễ tơ hồng. Vô gì? Cậu vô gì? Mình là đàn ông con trai, làm gì có lão tơ hồng ở trong đó. Ồ, thì có lão tơ hồng để chứng minh mối tình đầu gặp gỡ. Vô duyên. Trời ơi, làm bạn bè làm gì mà hả? Có mối tình đầu gặp gỡ. Không biết gì hết trơn à. Cậu nói giùm con ơi cậu. Có phải là từ đó giờ con là trai nheo nhẽo không? Con chưa có một mối tình nào hết trơn rồi. Hôm nay con kết bạn với Ngân Tâm, có phải là mối tình đầu gặp gỡ không? Đúng đó. Ngân Tâm ơi, Ngân Tâm, trên đã cùng nhau thề thốt có liễu, có mai, còn ở dưới đây tôi sử dụng tục lệ riêng của tôi. Tục lệ của anh sao? Quỳ xuống. Quỳ xuống làm gì? Rồi chúng ta cùng thề thốt. Hả? Trọn đời chung thủy. Hả? Vô duyên. Tự nhiên làm gì chung thủy nữa? À, vì chung thủy thì hai đứa mình là thề thốt với nhau, trọn đời bên nhau, không bao giờ xa cách, là phải chung thủy, có đúng không cậu? Cái anh này nói ngược mà nghe cũng xui ghê á. Rồi được rồi, tôi làm theo tục lệ của riêng anh đúng không? Bây giờ nè, tôi đi hái liễu, anh đi bẻ cành mai đi. Có mai không?
đi vào đường kiếm. Cậu ơi, cậu đợi con chút xíu nha cậu. Con hái là cậu nè, bông gì cũng được nha cậu. Cậu ơi. Cậu ơi. Dạ, em mời cậu. Cậu ơi cậu. Con kiếm hết rồi, có được con cành này, được mấy bông à? Thôi cũng được rồi, vậy chúng ta đồng thề thốt. Tôi Sơn Ba xin tuyên thề, xin minh chứng trên cao dài. Ta thề chung lòng, ta cùng nhau thề nguyện đồng tâm, chim tung trời xóa tan lụy phiền, ghép cho ghép mây kết bao thâm tình không xấu xa. Trời ơi, có mày đây ông già tía mày đâu? Trời ơi, tao ra đây tao kiếm ông tao măng vốn chứ chi. Tía con ra sống trên rồi. Sống trên hả? Măng vốn mày cũng được. Trời ơi, vụ gì nữa măng vốn con? Con vợ mày, trời ơi, hết sức nói rồi con ơi. Sáng nay ông già tía mày sai nó qua bên bển mượn tao cái bao về đựng lúa đúng không? Dạ đúng. Qua bên nhà, tao nói là bây giờ ra sau bếp đi, có một đống bao đó, lựa một cái đem về cho ông già tía mày. Nỡ lòng nào, trời đất ơi, tao đang tao lo ba cái cây mai ở trước nhà, nó sân xà sân xác, nó vô nó quất nguyên cái bao mà lúa giống của tao đó, nó trút vô cái đống trấu, rồi nó xách cái bao về. Rồi bây giờ lúa giống của tao với trấu nó trộn lẫn tùm lum hết trơn, trời chết cha tao rồi, mày thấy chưa? Chúc mừng chú Tư. Trời vợ con nó tệ vậy á, hình như sân xác nó quen rồi. Trời đất ơi, chuyện như vậy mà mày còn chúc mừng tao được nữa hả Đậu? Trời ơi, tao lại vợ chồng mày luôn Đậu ơi. Đen ơi chết rồi Đen ơi. Đen ơi. Bé hai con nói gì, Đen chết rồi hả? Chết con Đen rồi. Con Đen chết rồi. Nó chết rồi hả? Vợ tôi làm sao? Vợ tôi sao bị chết vậy? Nó bị cái gì? Tâm bậy. Tâm bậy. Con Đen nó chết hồi nào? Ủa chị mới nói Đen chết. Sao con mới nói hả? Con nói chết, đây là con chết. Mày sống nhăn đăng gì chết gì mày? Giỡn hoài. Sắp chết rồi. Mà vụ gì sắp chết? Cái vụ gì? Con mộng tìm mà được con Đen á là con bị chồng con quánh chết. Gì kỳ vậy? Bây giờ con Đen nó đâu rồi? Anh Đậu đi chưa về? Trời ơi chết rồi. Mà cái vụ gì mới được, nói cho nghe coi. Anh
đâu à. Anh nghĩ coi tôi có cái gì lạ không anh đâu. Ê ê ê, sao sao bộ đồ này giống giống đồ của con Đen vợ tôi vậy? Thì đó, trời ơi, anh nghĩ coi, chú nghĩ coi. Sớm ơi, tụi con mận ngoài ruộng á, cây sông nắng nóng quá, mấy chị em mới rủ nhau xuống dưới ao tắm. Bả lột đồ ra bả tắm, xong xuôi rồi bả nhảy lên bờ. Sớm sơ sớm sáng làm sao đồ bả bả mặc, bả túm bộ đồ của con bả mặc vậy á. Thôi chồng con về mà chú biết tính chồng con rồi, nó ghen bà hú luôn chú ơi. Nó thấy con sớm đi mặc một bộ, chiều về mặc một bộ, còn chỗ rách chỗ giá vậy nữa. Nó quýnh má con nhận con ra luôn, chết con rồi. Chị ba, chị bình tĩnh lại, chị đừng buồn. Không ấy chị vô chị lột đồ ra, chị trả gì vợ tôi để chị về đi. Tôi nói lột đồ trả đi rồi tôi kiếm bộ đồ khác đem về. Bây giờ tôi mà không tìm gan Đen trước khi chồng tôi về là tôi chết. Ê, chết cha mày rồi, chết cha mày rồi. Cha con sao chết nữa? Chết cha mày là chắc rồi. Hồi nãy tao còn cái vụ này nữa. Nó ghé ngang qua ông già tía mày kêu nó đi mua rượu đúng chưa? Nó qua quán bà Tư Ú, rồi cái mua rượu. Bà Tư Ú chưa kịp lấy chai rượu, người ta gây lộn ở ngoài. Cái nó sơn xà sơn sát nó nhào ra nó coi, sẵn tay nó quơ mẹ nó cái chai nước tương rồi. Giờ nó đem về đây nè, ông già tía mày đâu? Trời đất ơi, kêu ông coi là coi ông có uống không, lỡ mà ông uống cái này là đi xúc ruột chết cha luôn á con ơi. Con đi ra đầu xuống sân rồi. Bây giờ đi kiếm nó đi. Đi tìm bà Đen đi. Đi tìm nó cho chắc ăn coi. Trời ơi, trời vợ tôi sợ vợ mày quá, hệ quá, trời quá đất trời này đi. Đen ơi, Đen mày đâu rồi, mày trả tao bộ đồ đi Đen. Đen ơi, con làm ơn trả cái bao lại cho chú con ơi. Mấy người đừng nghĩ tôi hiền là mấy người muốn nói gì nói nha. Đồ của bà tôi bận chi? Tôi đi một tấm ao xong rồi tôi mặc đồ cái của tôi mà rồi cái chết cha rồi. Chết cha rồi, không lẽ tôi mặc lộn hay sao trời? Chị ơi, chút của tôi sắm xong rồi tôi đem tôi trả cho chị nha. Trời ơi, sao mình mặn lộn đồ của người ta vậy ta? Mình đi vô tắm trả đồ cho người ta chứ. Để đây đi. Đen à, Đen. Mày đâu rồi Đen? Nó tí con đang ở đâu? Mày, trời ơi. Mày trong giờ tắm sẽ đâu mày hỏi tao? Trời ơi, tí chân gian nha. Con tắm mà tí rình nha. Cái gì? Mày nói gì? Tao rình luôn đâu? Tí không rình sao con biết chứ, tí biết con trong nhà tắm. Thì bà ơi, bà nói chuyện ở trong giờ tắm thì bà trong giờ tắm chứ tao rình luôn nào mày? Tao bậy tao bạ, tao trộm sống người ta kia tao cười chết à. Chết cha rồi tí ơi. Lẹ rồi, ra tao biểu ơi. Con quên lấy cái khăn rồi, là tí lấy giùm tôi ơi. Lần nào tắm cũng quên cái khăn hết trơn cái trời á. Mấy mốt mà tắm á, tao không lấy khăn. Mày sai tao hoài à. Rồi mấy mốt mà tao không có nhà rồi sao? Nhờ có chút xíu cũng cần nha. Không có tí trong nhà thì con tôi nhờ thằng Đậu. Không có thằng Đậu nhà sao? Thì không có thằng Đậu nhà tôi đứng luôn trong nhà tắm. Tôi không có nấu cơm mà coi thử đứa nào đói cho biết à. Trời ơi, nói tao đứa nào rồi luôn hả? Cái khăn nè. Cậu đâu có thấy đâu. Đi nè bà, thấy chưa? Đưa cao lên đi. Trời ơi, khổ tao hết sức nói. Đó. Trời ơi, có cái khăn không mà cũng cằn nhằn nữa, nhỏ mọn gì đâu. Tao nhắm mắt lại sao thấy? Nè ra biểu ơi. Bực gì đâu. Tao nói bởi vậy, cái khăn không mà cằn nhằn chứ tao tắm không có bình yên gì hết. Nước không bà ơi. Đâu biết đâu. Đậu đâu rồi? Con đâu biết. Sao không biết? Chồng mày không biết. Hình như nó nhậu về quán rồi kìa. Sao tao thấy cả tháng nay nó nhậu hoài, mày không khuyên bảo nó gì hết vậy? Tí nói làm sao vậy? Nó đi nhậu thì để nó đi nhậu chứ sao con khuyên được. Mày nói vậy nghe sao được Đen. Vợ chồng mà phải dạy nhau chứ. Trời ơi tía ơi, nó là con của tía chứ đâu phải nó là con của con đâu. Tía biểu con dạy làm sao con dạy được á tía. Mày nói vậy không là trộm sớm nghe ta cười chết. Rồi mày có thấy nó nhậu rồi mày không sao mày không kêu nó về? Con có ghé vô con kêu nó về mà nó không về. Sao nó không về? Thì nó nói nó mắc nhậu nó không về chứ làm sao. Rồi vậy là mày về hả? Đâu có đâu. Chứ sao? Con vô con làm hết một ly con chào bạn rồi con mới về á. Trời đất ơi trời. Con nhỏ này làm tôi tức chết luôn kìa. Thằng Đậu á, nó là con của tía chứ đâu phải con của con đâu mà tía biểu con dạy. Chừng nào á, nó là con của con đi, tía nói một tiếng con dạy nó liền. Trời ơi trời.
Nói hết nổi rồi, tôi chịu hết nổi nó rồi. Mày nói vậy không sợ trộm xóm ta cười thúi đầu hay sao? Người ta cười tía thì có, tía nói bậy rồi. Con á là vợ của thằng Đậu thì là dâu của tía, chứ đâu phải là con của tía đâu. Dạ đúng. Thiệt là hết biết dâu dây à. Còn nó làm tôi tức chết, khờ gì đâu mà hết biết. Biết rồi sánh diện ai cũng cười chê, làm cho tôi mắc cỡ quá à. Tía ơi tía đừng có mắc cỡ mà chi, xóm này đâu có ai nói con ngu, mà họ chỉ đồn là con rất tệ, nên họ nói con tệ hơn vợ Đậu thôi. Cao vợ tệ còn buồn hơn là cụ với khờ. Mày còn đứng đó đôi co với tao, nói chuyện cho vui chứ gây với tía làm gì. Bộ tía là đàn bà hay sao? Mày nói gì vậy đen? Chứ không phải sao, là đàn bà thì mới gây lộn với nhau, còn tía là đàn ông tía đâu có gây lại con đâu. Trời, còn người ta nhìn cho tưởng con hiếp tía nữa. Trời ơi tôi chịu hết nổi, tôi tức quá, tôi tức con này quá. Ơi chịu hết nổi rồi. Tía ơi thôi đâu mà tức người dân. Tía ơi tía đi đâu vậy? Đậu mày xỉn ở đâu mà không cho tôi được. Đậu mày xỉn ở đâu, mày ngồi xuống đây đi. Đậu vợ mà con vợ của Đậu, bộ mày xỉn ở đâu? Sao tao hỏi hoài mày không trả lời? Đậu uống hơi chút xíu xỉn gì ấy. Mày nói ở đâu? Mày đợi tao một chút đi, đợi một chút nha. Trời ơi, không biết uống thì mày nói tao kêu ra tao uống cho. Tự nhiên mày uống chi cho cố rồi mày xỉn vậy? Tôi con vợ xấu hổ quá vậy trời. Trời ơi, con vợ thế ông ơi, chồng xỉn là uống thì mày kêu tao ra uống phụ cho. Sai là có gì? Trời đất quỷ thần ơi, sao mày lấy cái tô cho tao ôi. Làm mà chuyện gì coi cũng không xong, khiến cho tao xấu hổ vô cùng. Ai biểu mày xấu hổ làm chi, tao tệ ra sao mà mày cứ la tao. Mày kiếm chuyện tối ngày, mày còn tệ hơn tao. Không dám tệ đâu nha, tao khôn hơn mày nhiều à nha. Trời ơi, vậy mày nếu mày nói mày khôn hơn tao, vậy mày tao với mày chơi đố nhau đi. Đố gì? Thì mày ra đây đi, tao đố cho mày nghe nè. Đố đi. Mày khôn hơn tao, mày đố tao nghe coi. Mày đố cái gì? Tao đố mày nghe. À. Có một con trâu đi qua bờ ruộng, rồi có một con trâu đi về lại cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng đi về bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng đi qua cánh đồng, là bao nhiêu con trâu? Ăn quay lại hoài vậy. Thì mày cứ nói là bao nhiêu con một trâu đây? Một con trâu qua cánh đồng, rồi một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng, rồi có một con trâu từ bờ ruộng qua cánh đồng, rồi có một con trâu từ cánh đồng qua bờ ruộng. Dễ quá. Dễ thì mày nói đi mấy con trâu. Thì đi quay lại có 4 con. Đúng không? 4 con. Vậy mà mày cũng nói mày biết. Chỉ có 1 con thôi. Sao 1 con mày? Thì 1 con thôi. Từ 1 con nó từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, rồi từ cánh đồng nó về bờ ruộng, từ bờ ruộng nó qua cánh đồng, từ cánh đồng nó về bờ ruộng, có 1 con rồi. Vậy mà mày cũng nói. Vậy mà mày cũng đố được quá, mày hay quá. Mày thấy tao thông minh không? Mày nói mày khôn hả? Mày ngu hơn tao rồi mày nói mày khôn. Mày ngu hơn tao thì có thôi, tao nói chuyện với mày tao mệt quá. Tao đi chợ mày. Đi chợ hả? Đi chợ mua gì về bữa nay nấu cơm cho tía cho tôi ăn đó nha. Trời, con vợ khôn quá. Ủa Đậu ơi Đậu, cái quần của tao mày thấy đâu không Đậu? Cái quần gì? Cái quần của tao á, mày tao để đây mày mày thấy đâu không? Cái quần của mày để đâu sao mày hỏi tao? Tệ gì mà tệ quá trời vậy? Mệt quá, tao hỏi chút xíu cũng có đây rồi nè. Bực ghê. Cái gì hỏi nó cũng không biết đó, mày làm chồng tao làm gì đó Đậu? Trời. Ê, Đen. Cái gì? Mày đi chợ hả?
đúng rồi. Mày mặc cái quần chứ cái gì mày? Không phải, ý là tao nói cái quần. Ê, cái quần mày đừng hỏi tao cái này cái gì, tao không nói đâu mày. Không phải, tao nói cái gì trắng trắng ngay cái quần mày kìa. Trời ơi, cái miếng giá mà mày mượn mày không thấy hả? Trời ơi, sáng tao qua bờ ruộng, tao nhảy qua cái ao nó làm cái tẹt một cái. Xong tao về nó rất nhiều vậy nè mày. Xong tao tìm không có gì hết. Xong tao thấy một cái miếng dán này nó bự quá, cái tao xé ra thêm cho nó bằng cái miếng dán này, cái tao mới đắp vô. Trời ơi, làm sao nó dính vậy? Mày ngu quá đậu. Mày đón đi, tao lấy cơm nguội tao dán vô đó mày. Hả? Mày thấy tay không? Trời ơi, bà giá quần bằng cơm nguội. Trời ơi, thôi, tao lại mày làm ơn mày vô trong đó mày tha cái quần ra. Mày bận cái quần ra rầy mày ra chợ lá, tao quỳ tao lại từng người luôn đó. Đi vô. Nè, không có đi chợ đi búa gì hết trơn ở trời á. Đi vô nấu nước sôi, bắt con vịt, nhúng nước, làm thịt cho tí con ta. Mày ngu nữa rồi đậu. Gì? Người ta nói là lấy con vịt nhúng nước sôi, chứ ai nói lấy nước sôi nhúng con vịt mày. Mày đừng có nghĩ mày lớn hơn tao là mày ngon không mày. Mày đừng có ăn hiếp tao hoài cơ mày. Mày với ba mày á, lúc nào cũng hiếp tao hết á. Cha mày tới con mày tới cha, tao nói cái nhà này tao chát lắm rồi. Đi đâu vậy mày? Đi chợ. Trời ơi trời, tôi nói bắt nước sôi nhúng con vịt nó không chịu. Nó nói bắt con vịt nhúng nước sôi, nó bắt bẻ tôi đủ thứ hết trơn trời á. Thầy, mày kêu nó là làm vịt hả? Kêu vô bắt vịt rằng làm gì cho con với tía nhậu. Vịt nào? Vịt sim. Thôi khỏi luôn. Ủa? Sao vậy tía? Bà đó, bà đem con vịt sim bự đó, bà đổi thành hai vịt con rồi. Hả? Trời ơi, con vịt sim 2kg mấy mà nó đổi ra có hai con vịt con nhỏ xíu à. Ừ. Trời ơi trời, sao con vợ tôi nó ngu quá vậy nè trời ơi. Ê, hai đứa mày ngu thì có. Ê. Xin lỗi tía, con không có nói tía. Nè, hai đứa tí đậu lại đây. Con nói nghe nè. Nhà mình có một con vịt sim đúng không? Ừ. Thì con đổi ra thành hai con vịt. Ừ. Là mình lời một con rồi. Đúng không? Mà hai con vịt này con đổi ra là nó thành hai con vịt mái. À. Đó, thì hai con vịt mái nó đẻ ra 200 quả trứng. Rồi 200 quả trứng nó mới đẻ ra 200 con vịt. Đó, có phải mình lời không? Mà chừng nào nó mới đẻ ra 200 con vịt? Con không biết. Rồi mày đổi hai con vịt đâu? Đây, còn cái chuyện này còn vui hơn nữa. Chuyện gì vậy? Mày chờ, vui lắm, vui hơn. Tao đâu có biết. Tía làm cái gì vậy? Gì vậy tía? Đây, đó, vui không? Thấy vui không? Hai con gì vậy tía? Hai con vịt. Hả? Ở mày thấy dễ thương không? Đó. Hai con vịt. Ủa tía ơi. Dạ. Sao có đầu trọc lóc vậy? Bà đó. Bà nhổ á. Mày nhổ đầu đó hả? Thì mày kiểu tao thì là làm con vịt cho mày ăn. Thì bây giờ tao phải nhổ lông chứ làm sao? Mày nhổ làm sao? Thì tao nắm cái đầu đó tao nhổ. Nè, nói với tí đậu đậu nghe nè. Gì? Ngồi xuống này đi. Cái bài vịt này vui lắm nè. Sao? Đó thấy không? Tí coi nè. Con nhổ cái bực. Cái bà kêu chíp. Con nhổ cái bực, ở kia chiếc. Bà không có phát cỡ gì hết trơn á. Đây nè. Trời ơi, sao mày nhổ cái đầu tao mày? Mày đau không? Đau sao không đau mày? Trời ơi, mày đau vậy mày, con vịt nhỏ xíu vậy. Mày nở lòng nào mày đè nó xuống mày nhổ. Cái đầu nó không còn cộng lông nữa trơn trời vậy. Mày cũng ngu nữa. Mày ăn hiếp tao vừa thôi, mày kêu tao nấu con vịt, vịt làm con vịt mà giờ tao làm xong rồi không nhổ lông thì để cho mày ăn, mày nuốt vô cho mày chết à. Bà ơi bà, người ta làm vịt người ta cắt cổ xong người ta trụng nước sôi người ta mới nhổ lông. Trời ơi là trời, tôi nói tôi chán cái nhà này lắm rồi, tôi chán hai cho con mấy người lắm rồi, hết cha tới con nè. Mệt quá. Mày bưng cái này vô trong đó tao. Tí tự bưng ơi. Rồi thấy không, bà là chủ gia đình này đẹp, khổ hết sức nói. Trời ơi trời, cho tôi con vợ tệ dữ gì trời. Tía ơi. Gì? Tía dạy con sao, con dạy vợ con lại cơ tía. Sao mà nó khờ, nó ngu quá gì tía. Con xấu hổ với bà con cô bác lối xóm này quá à tía ơi. Tao xấu hổ hơn mày nữa. Ở nhà hoài nhức đầu lắm. Nè, nói nấu cơm xong rồi nè, ăn đi. Có cơm rồi. Trời ơi, bà nấu làm cơm làm như tôi rồi. Con ngỡ không bằng vậy đó. Nè nè. Nay nấu gì, món gì đen? Con nấu súp. Hả? Mày chưa mày. Mày chê con vợ mày hoài à. Lâu lắm rồi tía không có thèm gì hết trơn, thèm súp thôi à.
thèm lắm. Mình nấu súp gì? Nấu tốt ghê không? Nấu súp gì? Cà rốt nè, khoai tây nè, củ dền nè. Đúng, đúng súp luôn. Ủa, tao nhớ hồi sáng giờ mày chưa có đi chợ mà, thì sao mày mua giò heo mà mày nấu súp được vậy? Tao đâu có nấu giò heo. Chứ mày nấu súp với gì? Tao nấu cá sạc cho mày. Trời ơi, súp mà nó nấu với cá sạc rồi chết rồi. Cá mày... sạc đâu có nấu. Thì hồi sáng tao đi qua nhà ông bé hai, tao thấy nó phơi dưới đất nhiều lắm luôn á. Tao tính xin về cho mày một con để mày nhậu. Nhưng mà tao thấy mày nhậu hoài, mày xỉn hoài, tao sợ mày bệnh nên tao... Đẩy đỡ ra, tao làm cái súp ra mày hửi tao. Đẩy đỡ cho tao. Trời ơi, đôi lắm, đẩy đỡ đi. Đem vô dẹp đi, dẹp đi. Tao chịu hết nổi rồi, tao chịu gia đình này hết nổi rồi, tao đi. Trời ơi, tao nói tao mệt cha con mấy người lắm rồi nha. Tao đâu phải con mở ba đầu sáu ca đâu, bắt tao nấu xong rồi con măng. Vừa phải thôi. Tía đi đâu vậy tía? Tía. Trời ơi là trời đen ơi, mày làm tao xấu hổ với bà con lối xóm, mày làm tao xấu hổ với tía tao. Chắc kỳ này tao chết quá đen ơi là đậu đen. Đậu ơi đậu, mày đừng có chết đậu. Mày chết rồi không lẽ tao đi lấy chồng khác sao đậu? Trời ơi, không có thằng nào ngu như thằng này đâu. Trời ơi, tao mà không lấy mày, của ma xuống đây lấy mày á đen ơi là đen. Không phải đâu. Ở đây á, ai cũng nói là người tao ngu á, chứ đâu có ai nói mày ngu đâu. Ai cũng nói mày đẹp trai hết mà. Bởi vì tao cũng thấy vậy nữa. Đen ơi là đen, mày có biết là tao thương mày nhiều lắm không đen? Tao biết mà. Mày biết tại sao mà mày làm cho tao xấu hổ, tao khổ hoài vậy đen? Đâu có đâu. Hồi đó đậu nói là đậu đen, đậu lấy đen đậu vui lắm mà. Sao bây giờ đậu khổ? Phải, nhưng bây giờ thì hết vui rồi. Đen ơi, những ngày xa xưa đó thì giờ thì đành phôi pha theo tháng năm âm thầm lứa qua. Vì đen ngây thơ thật thà cho nên xóm nhìn chê cười khinh ghê, làm cho lòng tao đau tao ước mơ sao. Đen đừng vô tâm, sẽ là cô gái ngoan lương dễ thương dịu hiền giỏi giang giống như người ta. Từ ngày về bên đây đen rất chăm ngoan dũng dẹp lo trong ngoài ruộng đồng bao la nắng mưa ngày đêm nào có. Cần hai đứa mình chung sống hoài là vui nhất rồi. Trời ơi đen ơi là đen, biết nói sao đây. Đen hiểu lòng này từ khi hai đứa thương nhau đến ngày hôm nay. Nỗi vui vơi dần, nỗi buồn nhẫn. Mình vui, vui nhất là... Trời ơi, không biết kiếp trước tao có làm gì nên tôi, mà giờ đây tao phải cưới nhầm con đen. Nó tệ ơi là tệ, nó làm cho tao xấu hổ như bà con lối xóm vô cùng. Trời ơi, sao mày nói tao vậy đậu? Mày biết không, tao nghe bà con người ta nói vợ thành đậu nổi danh tệ nhất trong vùng. Tao tưởng đâu mày khù khờ và mày nhỏ dại, chứ mày lớn lên rồi thì mày sẽ khôn ra. Ai có vẻ đâu cưới mày về được 3-4 năm nay, mà càng lúc tao thấy mày trời ơi. Nhìn tao gì? Mày trả lời tao nghe đi. Từ lâu nghe lời xóm thôn chê cười, mà
dám nhìn mặt ai. Đậu, nghe đang nói nè. Đậu ơi, đậu đừng có lo, đen ứa từ nay đen sẽ thay đổi. Đen sẽ làm cho đậu hãnh diện với muôn người. Đậu sẽ không còn bị hàng xóm chê cười. Mỗi sáng ra đồng, đen không có mê chơi nữa. Khi về đến nhà, đen sẽ dọn dẹp trước sau. Giận đen đâu mà cái tấm của đen á, xưa dài vẫn vậy mà. Đậu thôi đậu đừng có nên giận lấy. Đậu nhậu hoài rồi sẽ bệnh cho tôi. Đen ơi, cái gì đậu? Nói tới nói lui rồi, chắc là hai đứa mình phải xa nhau một thời gian quá đen ơi. Ủa, xa nhau là đậu vui hả đậu? Xa nhau để hai đứa mình không còn buồn, không còn giận nữa. Vậy có nghĩa là đen phải hy sinh xa đậu là đậu sẽ vui đúng không? Đen ơi đen. Vậy nếu như đậu xa đen, đen có buồn không đen? Không. Đen ơi đen, nếu đậu xa đen, đen có nhớ đậu không đen? Không. Đen ơi đen, sao đen vô tình quá vậy đen? Đâu có. Trời đất quỷ thần đất kìa ơi, tôi nói gì nó cũng không chứ nó không đâu có đâu. Trời gì nó ngu quá trời ơi, tôi có con vợ ngu quá trời vậy quá đất vậy đây. Trời ơi, nói gì nó cũng nói, nó không biết nói gì, nó cũng không không hiểu là sao, gì không có lại gì. Thì bây giờ nếu mà đậu làm cho đậu vui á thì đen đi, thì đen đi thôi. Đen. Dạ. Mày đi đâu vậy đen? Thằng đậu nó kêu con đi để cho nó mới vui. Đậu? Dạ. Sao mày đuổi nó vậy mày? Nó lẩy nó đi à. Mà mày định đi đâu vậy? Thì con đi qua nhà bạn con chơi xong rồi tối con về. Vậy mà tôi tưởng nó đi luôn. Nói nghe nè, vợ chồng đó là phải hạnh phúc với nhau, vui vẻ với nhau, thấy không? Thôi vô dọn cơm cho tí ăn, con đói quá, 5 phút nữa tí xỉu rồi. Không à, con ăn nồi súp nó nấu rồi nha. Phải không ăn cãi mày? Lấy ăn nước mắm cũng được nữa. Bây giờ cái gia đình mà sum họp vui vẻ vậy là ăn cái gì cũng ngon hết á. Nghe tí nói không? Đó, đậu nghe tí nói không? Ừ. Đó, vợ chồng là phải dễ thương với nhau, phải nhường nhịn lẫn nhau. Đậu, kỳ ra về sau đen không có làm cho đậu buồn nữa đâu. À, đậu nói cái gì đen nghe cái đó. Nó nói tôi nổi gì gà hết trơn rồi. Đậu đừng giận đen nữa. Hứa rồi nha. Biết rồi. Đừng làm tôi xấu hổ với bà con lối xóm nữa nha. Biết rồi hứa. Đừng để cho người ta nói tệ hơn vợ hơn đậu nha. Cái đó là từ người ta muốn nói sao người ta nói, tao đâu có tệ đâu trong mắt đậu. Nói quá mà nó có tâm sự hoài. Đi vô dọn cơm cho tía tôi ăn đi. Dạ em biết rồi. Ừ. Ai cha chết rồi tía ơi. Gì vậy? Vậy? Con quên nấu cơm rồi. Trời ơi, dậy từ 4 giờ sáng đi ra ruộng rồi giăng câu rồi bắt cá về rồi đem đi bán xong rồi gì nữa ta, về nhà rồi giặt nguyên một đống đồ, rửa nguyên một thao chén. Ma no ơi ra đây tôi biểu coi, ma no đâu chưa chạy chưa chật rồi, giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong, làm gì mà như dở đậu vậy ta. Ôi, con út đâu rồi, ra biểu coi. Con út đâu ra đây ta biểu coi, nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng, làm gì mà nãy giờ không lẹ đi, làm gì mà như dở đậu vậy. Đó ông thấy không, con ông á kêu hồi nãy giờ mà nó không ra, nó mua tô hủ tiếu cho tôi ăn nữa à, dạy con vậy đó. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa, tôi đi ruộng nương suốt mùa, tôi đi vào câu giữa trưa. Tôi biết mình đi lấy xuồng chèo ngược nhánh sông, nhớ tìm một ít bóng kho,
nấu cơm rồi tôi sẽ dìa. Nhớ không mình ơi mình hơi. Chán ghê, tối ngày cứ nói người ta ngu không à. Nguyên cái xóm này có ai nói tôi ngu đâu. Nó chỉ nói tôi khờ chút thôi. Tôi không có ngu. Ma nó ơi ra đây tôi biểu coi. Ma nó đâu chưa chạy, chưa chật rồi. Giờ này mà cơm nước vẫn chưa xong. Làm gì mà như vợ đậu vậy ta. Mình ơi, em về rồi nè. Em mới mua bộ đồ mới đẹp hơn mình. Mình ơi, con Út đâu rồi hả mình. Con Út đâu ra đây ta biểu coi. Nói đi tìm thằng hai về thăm nước ruộng. Làm gì mà nãy giờ con lẹ đi. Làm gì mà như vợ đậu vậy. Trời, nổi gà hết trơn à. Hồi nãy dữ dằn lắm sao giờ giọng hiền mà dễ thương quá vậy ta. Bởi vì thằng ông mà nghe mấy giọng này bỏ xác giữa đường à. Chưa hết rồi mà không chịu nấu cơm. Tụm năm tụm ba tụm bảy rồi tám. Tám chuyện trên trời chuyện dưới đất. Ui thiệt là má con Út nó ơi. Tại mấy bà hỏng cho em gì ạ. Nên em phải ở lại nhiều chuyện. Đừng cằn nhận nữa mà và con Út nó ơi. Trời gì mà cho cái em biến xác như thiên thần vậy trời. Bởi vì mỗi lần mà nó đẹp lên cái là nói cái gì tôi cũng chịu ấy. Mình ơi, sớm chiều giá dầu nắng mưa. Tôi đi ruộng nương suốt mùa. Tôi đi vào câu giữa trưa. Mình đi, lấy xuồng chèo ngược nhắm sông. Nhớ tìm một ít bóng kho. Nấu cơm rồi em sẽ về à. Nhớ không mình ơi mình ơi. Cây bộ vậy mà dễ thương lắm á. Dễ xài nè. Xấu xấu vậy cho mà dễ sai lắm á. Nè, mình ở nhà nấu cơm. Em đi tập gym chút bệnh gì à nha. Đi tập chương, gym chương, chương. Anh không cho em đi tập gym mình đâu. Không đỡ vợ ơi, tình yêu. Để nói cho anh đi. Mấy đứa nhỏ bay coi nghỉ ngơi uống nước miếng nè. Dạ. Làm hoài vậy bay? Bộ trâu bò sao làm không biết mệt bay? Mọi người ơi! Ông Năm! Ông Năm! Ông Năm! Ông chết rồi hả? Không phải! Ông Năm nói là Út Thắm sắp về rồi. Trời ơi, Út Thắm nó đi Sài Gòn nó làm thì nó về thăm ba má nó. Bay làm gì bay la rần rần như nhà bay cháy vậy hả? Mà tao thấy nó lên nó chắc nó cũng làm ở đợi bây ơi, chẳng làm được gì đâu. Vậy à, con nghe bác Năm nói hả? Cô Thắm ở trên Sài Gòn á là phụ bếp của một nhà hàng lớn lắm luôn á. Biết cái đầu mày, phụ bếp. Trời ơi, chắc lên đó cũng không có làm được cái gì đâu. Không thấy cả năm nay nó có cái về cái làng này đâu hả? Nó về hay không không quan trọng. Còn cái thằng kia, mày lại đây tao biểu. Mày làm cái gì mà nó về mày rần rần vậy hả? Hả? Mày đừng nói tao là mày khoái con Thắm nha. Không có nha. Tại con thấy á, lâu rồi cổ không có về. Bây giờ cổ về con mừng thôi chứ bộ. Thôi. Có vậy thôi cũng kêu tao lên đây cho mất thời giờ. Lo mà gạt tiếp đi chứ không kịp bây giờ. Kìa, dạ. Đi đi. Em có ai kìa? Ngày ra đây mà xem con gái em mà xinh quá. À hình như là con Thắm, con cô bé Năm từ phương xa. Tôi nhớ hồi xưa con Thắm nó nhỏ chút xíu thôi mà. Giờ đã lớn tôi ngập những ngày những chất bé trai làng ta. Anh nào anh ấy cũng khoái và cũng mê. Anh nào anh ấy cũng muốn được Thắm mê. Anh nào anh ấy xin lỗi anh chịu không nổi. Để rồi đêm về nằm mơ được con Thắm vô về. Cô Thắm bây giờ già trắng nõn nà. Nhung gấp lũ là cô Thắm bây giờ. Ngoài tờ chim bông lá mà cô Thắm bây giờ đã ăn vàng như ta. Ô thì ai như cô Thắm, con bác Năm ở xa mời về. Sáng người xinh sao xinh quá, trong ngẩn ngơ đám trai làng ta. Mới ngày nào tung tăng nháy tuyền, mới ngày nào tung tăng khắp miền. Mà giờ đây cô Thắm xinh như nàng tiên. Mặt hoa ra thắm thắm đã tình
rồi mà không ai tin nữa đó. Trời ơi, nhưng mà sao bây giờ nó khác quá vậy? Tao thấy coi bộ nó chảnh chẹ à. Trời, nó đi chiếc xe đã quá bay, chắc theo 8-9 đứa nhìn thấy cưng quá. Hả? Thâm đen như cục than, mà bây giờ trắng như hột gà. Mày thôi đi Tửng ơi, mày cũng dẹp cái mộng đi. Con Thấm nó không có để ý tới mày đâu. Để ý cái gì? Bây giờ không chừng tên thằng Tửng mà con Thấm nó còn không nhớ nữa, đừng nói để ý. Anh Tửng ơi, anh Tửng ơi, anh Tửng. Con nhớ tên tôi hả? Sao không nhớ? Ông Thấm. Anh là anh Tửng nè. Mày cho bộ xài không được rồi à. Bay về ha, cầm cái dù đi ngang, mặt người lớn cái giọng chảnh chẹ à. Chắc bay cũng đâu nhớ tên tao là ai hả? Đâu có, con nhớ mà. Tao tên gì? Bác là bác Tưng nè. Cô này là cô Tấn nè. Còn anh này là anh Tưng nè. Còn anh đây là anh Tưng nè. Còn cô là cô Tưởng nè. Anh kia là cô Tuột nè. Con nhớ luôn á. Nhớ hết tên tụi mình luôn. Dạ. Ê, mà bay đi đâu xuống đây vậy? Dạ, con đi với phái đoàn phim về quay quảng cáo. Bay làm gì mà bay được quay phim? Tới đây con nói nghe nè, bí mật nha. Con lên trên Sài Gòn á, cái con đi thi, con làm đầu bếp, cái con được nữ hoàng đầu bếp luôn, con thắng giải chứ bộ. Trời ơi, ôi giỏi dữ vậy hả? Trời đất ơi, mọi người ơi, vậy là từ nay làng mình á sẽ có nữ hoàng đầu bếp rồi. Bay giỏi quá. Như nàng tiên mặt hoa sao.